Sau khi kết thúc thời gian thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Cùng với đó, phấn đấu đảm bảo 100% giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR động và các đơn vị địa phương bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, các cấp, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.